Sau dịch COVID-19, đã có thời điểm nhiều bà con nông dân tưởng chừng phải để trống chuồng nuôi vì giá trứng cút xuống quá thấp, càng nuôi càng lỗ. Nhưng nhờ tính toán kỹ càng, cùng lượng phân cút thu được hàng tuần, một số bà con vẫn duy trì được đàn cút qua lúc khó khăn. Nhà nông Vũ Thị Loan ở thôn 3 xã Hòa Bắc huyện Di Linh cũng duy trì đàn cút hơn 30.000 con tới thời điểm hiện tại. Vừa thu lại từ trứng cút, chim cút thải, vừa thu được lượng lớn phân cút để bón cho cây trồng của nhà. Gắn bó với chim cút từ năm 2017, bà Loan đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cút. Theo bà, cút là vật nuôi tương đối dễ chăm sóc. Với 30.000 cút mái, trại thu mỗi ngày từ 25 đến 26.000 trứng, trọng lượng khoảng 2 tạ. Sau từ 8 đến 9 tháng, cút già và tỷ lệ đẻ ít đi, trại bán hết tứa làm cút thịt và nhập lứa mới. Bây giờ làm chúng tôi là người dân ấy, thì cũng chẳng biết làm gì hơn ấy, thì đã làm ra rồi thì phải cố gắng để làm để thu nhập lứa này còn lứa khác. Ví dụ như lứa trước thì nó lỗ thì lứa sau có khi là nó cũng cho mình kéo lại. Thì nói chung là cũng chỉ kiếm được tí phân thôi. Cứ 2 ngày, doanh nghiệp tới thu trứng một lần và thanh toán tiền rất gọn. Do chăn nuôi theo hợp đồng giao kết nên hầu hết các trại cút đều không lo đầu ra. Bên em, theo bên em thì thu mua thì cứ hai ngày em lấy một lần. Còn là cái đặt tiêu chuẩn thì nhà trại có chăm cho nó kỹ lưỡng, chắc vỏ rồi, trái to rồi. Ở đây đa số người ta nuôi 6 năm hết rồi, là không cần hướng dẫn gì nhiều về kỹ thuật nữa. Với bên kỹ thuật thì có bên cám sẽ xuống hỗ trợ, cũng như là bên thuốc nó sẽ xuống hỗ trợ nhà trại. Hiện tại giá trứng cút ở mức khoảng 53.000 đồng một kg, cũng có thời điểm giá cao hơn, cũng có thời điểm giá hạ. Theo bà con nông dân, giá trứng trung bình 45.000 là phổ biến trong thời gian gần đây. Mức giá này giúp người nông dân có thu nhập ổn định, tuy không quá cao, sau khi trừ chi phí cám, thuốc bổ, cũng có lời từ 2 đến 3.000 đồng một kg trứng. Tuy nhiên, nhiều thời điểm trứng hạ quá thấp, người nông dân lỗ công lỗ cám. Những lúc như thế, bà Loan chia sẻ, nhiều trại cút nhờ vào tiền bán phân cút để vượt qua khó khăn. Nói chung là anh chỉ được tí phân mình chăn nuôi thì mình chăm bón ra vườn, còn dư bao nhiêu thì mình bán để kiếm tí ngày công. Chứ còn lợi nhuận về con cút thì nói chung là nếu mà các mặt con chăn nuôi thì thấy con cút này nó cũng duy trì là được hơn những cái thứ con khác, ví dụ như heo. Từ ngày là tôi nuôi là 2017 đến nay thì cũng có lúc cao lúc thấp nhưng mà cũng vẫn duy trì được tí tiền phân, tiền công. Về cái mô hình nuôi cút này thì là cũng xuất phát từ 4-5 năm nay, thì là cũng ở toàn xã là có 5 hộ nuôi cút. Thì trước đây thì là cái thời gian rảnh rỗi cái cây cà phê ấy, thì là cả năm mới thu một lần, cái thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Thì là mà trong khi đó thì cái cây cà phê nó rất cần phân bón thì bà con lại phải đi mua phân bón. Thì đây cũng là một cái mô hình tạo ra công ăn việc làm những cái lúc dần nhàn rỗi. Cái thứ hai là tạo cái nguồn phân bón cho để bón cho cây cà phê để phát triển kinh tế sản xuất tại địa phương. Thì cũng nhân rộng các mô hình nhưng mà cái điều kiện thì bà con còn phải có điều kiện cơ. Nào là chuồng trại rồi giống cây trồng vật nuôi. Để giữ chuồng sạch, nông dân thường trải các tấm bạc để hứng phân cút. Lượng chất thải hàng ngày là rất lớn. Trại cút nhà bà Loan dọn 3 ngày một lần, thu được từ 1,3 đến 1,4 tấn phân. Hiện giá phân cút là 1.900 đồng một kg. Một tháng tiền phân cút cũng thu được trên 20 triệu đồng. Không chỉ bán phân, 2 hecta trồng cà phê và sầu riêng của gia đình được bón loại phân hữu cơ ủ từ phân cút và trứng vỡ cho năng suất cao, giảm chi phí phân vô cơ tới 40-50%.